Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc hôm 28 tháng 11. Ông Sisoulith sẽ gặp gỡ với các quan chức ở Bắc Kinh rồi sẽ đi thăm tỉnh Hồ Nam. Theo nhận định của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, vấn đề tranh chấp biển Đông và quan hệ kinh tế sẽ nằm cao trong nghị trình chuyến đi. Ông Sisoulith là một trong 11 ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực của Lào và có thể nói được tiếng Việt, không giống như ông Sộp Sa Vặt Lành Sa Vắt, vị phó thủ tướng nổi tiếng về các chính sách đối ngoại thân Bắc Kinh. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng nhận định ông Sisulit lại mưu tìm mối quan hệ cân bằng giữa các cường quốc trong khu vực. Vị thủ tướng 71 tuổi của Lào hôm 24 tháng 11 đã gặp Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Viên Trăn. Báo chí Việt Nam đưa tin rằng hai bên nhất trí thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời hỗ trợ ủng hộ nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích, an ninh và phát triển của mỗi nước.